Chào các bạn các anh em. Hôm nay em sẽ tiếp tục lên một số mặt sàn bình xăng con riêng rẽ xe cho nên tham khảo ha. Bên em là bán bình xăng riêng rẽ xe chưa phục hồi. Khi anh em mình mua thì em sẽ có toàn quốc. Anh em mình cần loại bình nào thì cứ gửi cho em địa chỉ, số điện thoại thân người ngân hàng, em sẽ gửi hàng tới nhà. Khi hàng tới nhà thì anh em mình tháo ra kiểm tra đúng như một hàng anh em mình mua, rồi anh em mình thanh toán tiền shipper. Bên em là không bao ship, mỗi đơn phí ship là 30.000. Những bình xăng bên em bán là đều có kèm giấy bảo hành cho anh em mình là 1 tháng. Đây là địa chỉ, còn mã bình xăng ghi ở đây và ngày tháng ghi ở đây thì tương ứng cho anh em mình là 1 tháng. Khi anh em mình gặp trục trặc thì anh em có thể là gửi về cho em. Những bình xăng bên em là những bình xăng rã xe cho nên nó sẽ là cũ theo 5 tháng, nó sẽ là ngã màu qua xanh xanh thôi, nhưng mà vẫn chạy rất ok. Anh em nào mà khó tính á, mà thích những dùng bình mới á, thì cái việc vô hãng là mình mua. Còn những mình anh em mình xài bình xăng rã xe thì anh em mình phải chịu là nó sẽ đã ngã màu rồi. Thì những bình xăng này thì anh em mình gắn vô những dòng xe mập thì nó sẽ đẹp. Còn anh em mình mua những bình mới, anh em mình lắp vô thì nó sẽ chổi xe, nhìn nó không có hợp. Cho nên nhiều anh em cũng ưa chuộng những bình xăng rã xe ha. Những bình xăng rã xe thì em đều có test trước, anh em mình tham khảo đoạn gieo rồi em sẽ quay tiếp. Đây mình test bình xăng cho khách ha. Test bình Wenfa với bình Superim nè. Những bình mà bán cho anh em mình là đều có lên xe test ha, nên anh em mình an tâm sử dụng. Còn những bình mà em thay trái ga như bình này là bình Wenfa lốc trắng nè, đó, 5NG nữa không? Bình này em thay quả ga cách 1 để tháo quả ga cho anh em mình xem ha. Những bình mà thay quả ga cách 1 thì anh em mình chạy rất là ngon, rất là sướng nha. Đó, quả ga cách 1 nè, quả ga nó là đẹp như riêng luôn. Đó. Quả ga mình thay quả ga mới á, nó sẽ bót với cái cổ này nè, thì anh em mình sử dụng cái độ ganti đó rất là nhuyễn nha. Chạy thì anh em thì chạy rất là ok luôn. Đây, mình để cho anh em xem khúc. Mở khóa lên ha. Đó, ganti là cực kỳ sướng luôn em. Nên anh em mình á, anh em mà mua những bình mà thay trái ga thì anh em mình an tâm sử dụng luôn. Anh em mình chạy, một là nó ganti nó ổn nè, hai là chỉnh ganti dễ nè, ba là nó bền, nhưng mà nó lại rẻ hơn những dòng chưa thay trái. Những dòng chưa thay trái thì tầm này phải tầm 500-600. Còn như em thay trái ga thì em bán là 400 như vậy bình đẹp, còn bình xấu nữa thì sẽ là 300-350. Thì cũng như thường lệ em sẽ quay những bình xăng mà có ít trước, còn những bình xăng mà nó có nhiều thì em sẽ quay sau. Những bình xăng có nhiều nó cũng như là bình quay rỡ thái, Supreme đề cao, quay alpha một bóng với quay ớt 125 full neo full ít. Rồi đầu tiên thì em giới thiệu những bình này trước ha. Những bình này đầu tiên đi. Đầu tiên thì bình cúp dòng này là 81 2 dòi xăng. Bình này là còn nguyên riêng chưa phục hồi. Bình thì ngoại hình còn rất đẹp. Bình riêng lên cổ sẽ có chữ là ra băng. Bình này 1.2 triệu. Cổ hút 50 luôn. Bình này cổ này 200. Cái cúp này ha. Cúp này cúp bình cúp 70. Thấy không? Đúng là bình này bình 70. Còn riêng toàn bộ chưa phục hồi, chưa đóng cối. Bình này là 1.2 triệu. 70 trên riêng trở chữ ra băng. Bình này còn rất đẹp ha. Bình này anh em mình về gắn vô xe mộc là cực kỳ đẹp. Bình này là bình 90. Bình này thay quả ga cách 1. Những bình thay quả cách 1 thì anh em mình chạy rất là yên tâm em. Về lên xe là ganti ngọt ngào luôn. Bình này 600. Bình này là bình quay alpha lốc đen. Đó, bình này thì cũng qua màu xanh rồi, nhưng mà nó sẽ không có được đẹp hung. Anh em mình thấy ở đây thì nó xanh, nhưng đây thì nó sẽ hơi xấu chút xíu. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng ở bên trong. Bình này là còn quả ga rin, quả ga đẹp cực kỳ. Đây, quả ga cực kỳ luôn nè. Bình này mà nước da ngoài đây mà đẹp nữa thì em bán là tầm 600-700, nhưng mà bình này nước da nó cũng không đẹp hung, nhưng mà nhìn thì ngoại hình thì nó cũng vẫn đẹp. Bình này em bán 500.000. Bình quay pha lốc đen, mã để phơi mã cho anh em mình xem. Đây, 5NB là của quay pha lốc đen. Rồi tới bình đời rim thái, mã 88. Đó, mã 88 em. Bình này còn rất đẹp luôn. Bình này là quả ga vẫn còn riêng. Bình này là bán cho anh em mình là 800.000. Đó, hả, mã 88 là điều của rim thái ha. Còn như cái chữ kế là nó sẽ từ từ đời.
từ đời như là từ B, LC, L, R, B phở đủ thứ, nhưng mà bắt đầu 88 là của Trinh Thái ha. Bình này 800. Bình này 5NA, 5NA là của thằng Supreme đời, đời đầu. Bình này cũng quả Garin 500 ngàn. Bình này là bình quay ZX 5E, bình này nước da nó hơi xấu cho nên bán cho anh em mình là 300 ngàn thay với cao cách 1. Bình quay Thái 110, bình này 1,2 triệu, full 1,2 triệu. Suzuki FB, bình này bình Nhật, trên cổ có chữ Rabanh nè, bình này cũng cổ là 1 triệu. Bình 2 da T, ở bình 2 da T bình này còn đẹp cực kỳ luôn, bình này siêu đẹp, bán cho anh em mình 600. Rồi kế tiếp là bình xăng Dream Lùng 700, Sirius đời cao 600, Taurus 700, Sirius đời thấp 500, Jupiter V 500, quay RS 100 Thái 600, Supreme đời cao, bình đẹp là 600, bình hơi không đẹp phun thì 450. Bình quay A, quay S, quay RS và quay RSX. Bình quay A, quay S, quay RS và quay xương cá 400, bình đẹp là 450. Bình quay RSX 500. Bình quay A đề cao 530. Quay S 110. Quay RS và quay RSX 110, từ thấp đề cao 550.000 bình. Quay A và quay Black 600.000. 105 có khu chờ neo, khu chờ ít. 1900 đến 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 tùy bình xấu đẹp. Khu chờ 2 còn bình, bình này 1 triệu. Khu chờ mập 900, cụ đề bên pha lốc đen 600, quay rở Thái 700, quay rở 110 300. Còn như bình xăng tay ga thì em có đủ loại, anh em muốn mua nào thử việc alo em. Dòng này thì anh em mình đặt còn 2-3 ngày mới có ha, tại em không có ở không để em vệ sinh và test, cho nên anh em đặt 2-3 ngày em vệ sinh em test thì em mới gửi. Sạc em sẽ có là sạc Honda Yamaha 100 ngàn cục, IC đời riêng Thái 270, quay Thái 100 là 250, quen pha là 200, Supreme là 300. Còn hút thì em đủ loại, còn hút thì rã xe nguyên riêng là 100 ngàn cỏ nguyên riêng, còn bình cỏ rồi riêng Thái là 150, phuộc 700 kg 580 ngàn, 500 kg 480 ngàn, cặp này một cặp tới 4 kg phí ship 50 ngàn. Này là bình xăng mới để cho anh em mình lắp cho những dòng xe anh em mình đi nương đi rẫy ruộng các kiểu. Những dòng này em đặt Thái cho nên xài nó vừa rẻ nhưng mà cũng rất là bền. 100 cc em cho bán là 400, có hai loại, một loại này là 300, còn viên thì lắp được 67 luôn là 500, quay trăm bình 110 là 500, và quay ớt 110, quay rỡ và quay rỡ đít là cũng là 500. Rồi video của em đến đây kết thúc, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em video sau.